Chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt MMO của mình. Thì hôm nay sau một ngày Thai Stoppie đã có lỗi về điểm danh các bạn. Thì hôm nay thì nó đã cập nhật phiên bản mới, phiên bản 1.0.25 các bạn. Và có rất là nhiều điều thú vị. Từ bây giờ chúng ta hãy xem điều thú vị gì nha. Trước tiên thì chúng ta hãy mở Thai Stop đi các bạn. Rồi, mở Thai Stop đi lên. Rồi, khi mở Thai Stop đi lên thì nó nổi cái bảng màu trắng lên các bạn. Đó là nó tịch ha. New version available. Please update trước là có phiên bản mới rồi, hãy cập nhật nha. Thì các bạn bấm vào confirm cho mình nha các bạn. Bấm vào confirm nha. Bấm vào đây các bạn. Rồi bấm vào confirm cho mình nha. Để mình sẽ đi đến cái bản cập nhật mới của nó. Rồi bấm vào CH Play. Google Play nha các bạn. Rồi chúng ta hãy xem tính năng mới của nó nha. Trước khi cập nhật thì các bạn hãy xem vào tính năng mới của nó. Các bạn bấm vào cái mũi tên này nè. Thì nó nói là cải thiện trong phiên bản 1.0.25 là thêm chức năng cài đặt. Nó có một cái chức năng cài đặt các bạn trong ba gạch đó, thì chút nữa mình sẽ xem nha. Cải thiện tính năng cập nhật tự động, rồi cải thiện tính năng điểm danh. Rồi. Rồi nó có ba cái chức năng mới như vậy ha. Cải thiện. Rồi chúng ta hãy đi cập nhật nha. Rồi các bạn bấm vào cập nhật cho mình nha. Rồi bấm vào cập nhật cho các bạn. Các bạn đợi một chút xíu nha, để nó cài đặt. Phiên bản này có khoảng 26.29 megabyte các bạn. Cũng tương đối nhẹ nha các bạn. Các bạn đợi một chút xíu để nó cài đặt nha. Các bạn đợi chút xíu nha. Trong quá trình chờ đợi các bạn, mà nếu ai chưa đăng ký Thai Stoppy thì các bạn hãy đăng ký thông qua cái Wishnet của mình là Picasso nha các bạn. Thì cái Wishnet đó nó chạy chạy trên màn hình đó, các bạn hãy xem nha. Và khi các bạn cài thì các bạn nhớ liên hệ mình để mình giúp cho các bạn cách điểm danh hàng ngày nha. Và thông qua cái bản mới này thì nó sẽ thông báo cho các bạn việc điểm danh tốt hơn ha. Rồi sau khi mà cài đặt xong thì các bạn bấm mở qua cho mình nha. Bấm mở. Các bạn hãy lưu ý việc điểm danh nha. Tại vì mấy ngày hôm nay thì những cái người giới thiệu của mình bị xóa tài khoản rất là nhiều, do lý do là không điểm danh quá 34 ngày các bạn. 34 ngày nha các bạn. Thì sẽ bị xóa hết á, tài khoản á. Thì xóa rồi thì không có cách nào khắc phục được đâu nha, cho nên các bạn hãy lưu ý và chúng ta hãy siêng năng cái việc điểm danh nha. Rồi rồi sau khi mà cập nhật xong thì các bạn đi vào ba gạch cho mình nè, ba gạch này các bạn, đó các bạn bấm vào đây ba gạch. Sao nó không có vẻ đứng các bạn. Rồi mình thoát ra đi, mình thoát ra mình vô lại Thai Shopee các bạn. Rồi đi vô lại thì xem như thế nào nha. Rồi, sau đó các bạn bấm vào ba gạch cho mình nha. Ôi sao nó không ăn. Không ăn.
các bạn bấm vào ba gạch cho mình nha, bấm vào ba gạch. Rồi các bạn hãy để ý là phiên bản ở dưới đây là bây giờ là 1.1025 nha, và nó có cái chức năng là cài đặt nè các bạn. À, nó thêm cái chức năng này. À, rồi thì điều thú vị gì thì các bạn hãy click vào cái chữ cài đặt nè, các bạn click vào chữ cài đặt nha. Rồi nó sẽ có rất là nhiều cái thông tin các bạn. Thì thứ nhất là cái thông tin thứ nhất là thông báo điểm danh. Thì cái này nó mới cập nhật, thì theo mình nghĩ là nếu mà như mà chưa điểm danh thì sẽ bắt đầu là nó thông báo các bạn. Thì các bạn muốn nó thông báo thì các bạn hãy kéo cái tích này nè các bạn, kéo cái tích này qua bên phải nha. À, kéo cái tích này qua bên phải. Kéo cái tích này qua bên phải các bạn. Đó, kéo như vậy thì nó sẽ thông báo cho các bạn là nếu các bạn chưa điểm danh nó sẽ thông báo các bạn nha. Giống như bi vậy, bi mà nếu như chúng ta quên bật thì nó sẽ có cái chuông các bạn nó báo. Rồi cái mục thứ hai là đăng ký người giới thiệu. Đăng ký người giới thiệu thì mình nghĩ là khi mà có một người giới thiệu mới á, thì nó sẽ báo các bạn. Thì theo mình nghĩ như vậy, không biết là có chính xác hay không, tại hiện bây giờ mình chưa có thêm người giới thiệu cho nên là mình không có biết được là như thế nào, nhưng mà theo mình nghĩ là như vậy. Và các bạn cũng nên là bấm kéo vào luôn ha. Rồi và đặc biệt thú vị đó là hôm nay nó sẽ cho các bạn là giá khởi điểm của một t các bạn là 0.013 đô. 0.013 đô các bạn. Cho nên là các bạn biết là mình được bao nhiêu tiền thì các bạn cũng bấm kéo qua nha. Bấm kéo qua. Đó, thì nó sẽ hiện cái số tiền đó các bạn. Đây nó sẽ hiện số tiền lên ngay chỗ mà cái bi đang cái tê đang đào các bạn. Đó. Đó là 12.02 đô. Đó, với giá tê bao nhiêu vậy thì sẽ được như vậy nha các bạn. Rồi. Tiếp theo đó là số hợp phân các bạn. Ở đây là số hợp phân. Thì các bạn thấy rằng ở trên cái số tê đang nhảy nè. À, số tê đang nhảy thì các bạn thấy sau dấu chấm á, nó sẽ có 2, 4, 6 đúng không, số đúng không, thì ở đây á, là nó hiện số 6 các bạn. Còn nếu các bạn mà muốn ít hơn chẳng hạn hiện 5 số thì các bạn bấm cái mũi tên trở về đây nè, mũi tên này các bạn, mũi tên đang sáng á, thì nó sẽ còn 5 số rồi các bạn. 5 số thôi. Và các bạn muốn còn muốn ít hơn nữa thì 4 số, 3 số thì 3 số, 2 số thì 2 số các bạn, hoặc là 1 số hoặc là không số, có nghĩa là chỉ hiện số tê thôi. Thì các bạn không thấy nó nhảy ha. Các bạn có thể thay đổi bằng cách là bấm mũi tên qua phải ha. Qua trái, qua phải, qua trái để mà tăng cái số lên. Theo mình nghĩ là để 6 số đó các bạn, để thấy nó nhảy. Đó. Thì cái bản cập nhật này nó cho chúng ta thấy được cái nhìn về giá nha các bạn. Rồi thì ngoài ra thì các chức năng khác và sự hiển thị thì nó giống như cũ các bạn, chỉ có cập nhật cái chỗ cài đặt thôi. Và điều này thì các bạn không có mơ hồ được, mà mỗi ngày các bạn mà bật tê lên thì các bạn có thể là tính được là mỗi ngày mà các bạn kiếm được bao nhiêu tiền nha. Thì ở đây 924 t sẽ được tương đương với 12.02 đô nha các bạn. Thì mình nghĩ là cái bản cập nhật này cũng thật sự là rất là thú vị các bạn. Mình nghĩ là các bạn mà chưa đăng ký T thì đăng ký Thai Stoppy thì các bạn cũng nên nhanh chóng đăng ký đi, để cho cái Thai Stoppy ngày càng phổ biến hơn các bạn. Mà nó phổ biến hơn nhiều thì cái giá nó lên các bạn. Mà giá lên nhiều thì các bạn kiếm được nhiều tiền nha. Và đặc biệt lưu ý các bạn là dạo này thì cái những người giới thiệu của mình á thì đã bị tụt rất là nhiều các bạn, tức là bị xóa tài khoản các bạn. Chắc lý do là không điểm danh, cho nên là các bạn hãy tranh thủ điểm danh cho tốt nha. Điểm danh thường xuyên. Thứ nhất là không bị trừ điểm nhưng là được cộng điểm, để mà cái hạn mức rút tiền của các bạn á, nó được nhiều trong mỗi năm nha. Rồi thì video của mình chỉ có như vậy thôi. Và còn những thông tin gì nữa thì mình sẽ làm cho video khác cho các bạn. Video của mình thì đến đây là hết. Thì các bạn có thể thắc mắc gì có thể bình luận dưới video nha. Hoặc là các bạn muốn hỏi đáp gì các bạn có thể join vào cái nhóm Zalo của mình nha, để mình hướng dẫn giúp đỡ cho các bạn. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để có những video nào, những thông tin nào cần thiết thì mình sẽ up lên kênh YouTube để các bạn theo dõi nha. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.